À, kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo xin trả lời câu hỏi của anh chị trên kênh YouTube cũng như trên kênh Zalo có nhắn tin hỏi mình với nội dung như sau nha. Đây, em mở cái file AutoCAD trên nền phần mềm My Rotation, nó bị lỗi như thế này thì xử lý như thế nào anh? Thì sau đây tôi mở lên để coi nó báo lỗi thì cái cách xử lý luôn nha. Đây, bên chuột phải nè, Open Vis nè, My Rotation nè. Rồi, mở nó báo lỗi rồi, thấy không? Rồi, sau đây tôi hướng dẫn các bạn là xử lý cái lỗi này nha. Rồi tắt. Rồi nhấp đôi vô chuột phải nè, mở nè, một miếng AutoCAD hiện lên nè. Rồi nha, chú ý nha. Rồi đóm file. Rồi xem hết. Rồi cái này nè, chúng ta nè. Rồi cái 27. Rồi hiện cái này lên, bấm OK. Rồi được nè bạn. Đây. Không, chú ý chúng ta phải dưới cách 10 nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Rồi, chúc các bạn thực hành thành công nha.